Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay em lại tiếp tục lên chia sẻ những mặt hàng con giống đẹp tới tất cả các bác cô chú anh chị. Và địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất là nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Và sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay thì combo gồm có hai chậu. Chậu đầu tiên này là chậu hồng xòe xanh các bác nhá, hồng xòe xanh. Chậu này thì có hai mầm gốc này. Cái mầm gốc này nó bị hỏng nhá, nó đẻ hai mầm gốc này nữa các bác nhá. Và cái mẹ già này, cái mẹ thân mẹ già này thì vẫn còn vài mắt về các bác khai thác kỳ. Chậu này thì vừa rồi đã nở hoa rồi. Và chậu thứ hai này là chậu hồng á hậu. Chậu này thì là mầm gốc 52, mầm gốc 52, mầm gốc này tầm khoảng 25 sen các bác nhá. Ngọn đang đi rất là đẹp. Rất là mập. Cái á hậu này thì nó cũng là cái dòng thân thủ. Cái này thì em chỉ có vài combo thôi, vài combo là mỗi lô có một ít thì em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình về làm giống. Các bác về có thể ghép cây hoặc là có thể là ghép tác phẩm. Đơn hàng số 1 này thì em chia sẻ cho các bác có giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 1. Đấy, những cái mặt bông nó rất là đẹp các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay thì là gồm có chậu đầu tiên này cũng là chậu hồng xòe xanh các bác nhá. Mầm gốc này thì sẽ rơi vào khoảng tầm 30-35 sen rồi. Đấy, một mầm nhỏ nữa. Chậu này hai mầm gốc này. Chậu thứ hai là chậu hồng thiên lôi, một trong những cái dòng hồng mà hoa rất là thơm và rất là sai hoa. Chậu thứ ba này là chậu ám lá nhựa đi qua. Chậu này là cái dòng lá mít thân thủ và hoa ám cao nhá. Combo ba cái giống này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Đấy, giá rất là yêu thương để các bác sưu tầm về làm giống. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay đó là một chậu nái hoa khôi Quế Phong. Đấy, hoa khôi Quế Phong thì vừa rồi thì nở vườn nhà em rất là nhiều luôn đấy ạ. Hoa rất là đẹp các bác nhá. Mũi trắng luôn. Bông thì rất là tròn. Chậu này thì hai mầm gốc. Các bác sưu tầm về thì những chậu này là sang năm các bác ngắm hoa làm chậu nái luôn. Cái đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 3. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay thì là một chậu nái. Chậu nái hoa khôi Quế Phong. Chậu này 4 mầm gốc thôi nhá. 4 mầm gốc. Đơn số 4 này em chia sẻ cho các bác với giá là 220.000 cho đơn hàng số 4. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay đó là một chậu nái ám lá nhựa địch quả của Thanh Sơn Phú Thọ. Đấy, dòng lá mít luôn các bác nhá. Lá mít đấy. Rất là đẹp luôn. Chậu này thì 3 mầm gốc, 2 kỳ trên thân và chậu này đang nụ để các bác về ngắm hoa luôn. Và bây giờ thì thời điểm này thì là nó cũng là cuối vụ rồi nên là còn rất là ít những chậu đang nụ thôi nhá, đa phần là đã nở hoa hết rồi. Cái chậu này thì về các bác ngắm hoa năm nay này, sang năm làm tác phẩm 3 mầm gốc rất là đẹp luôn. Đơn số 5 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000 đồng cho đơn hàng số 5. Đấy, 380. Mầm gốc rất là đẹp. Mầm gốc này tầm khoảng 20 cm thôi nhá, 20 cm một mầm. Đấy, mầm này thì ngắn hơn một xíu này, nhưng ba mầm gốc rất là đều nhau, 19 10 rồi nhá. Đơn hàng số 5. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay, một chậu nái ám lá nhựa địch quả. Chậu này ba mầm gốc các bác nhá, ba mầm gốc đẹp, ba mầm rất đều và rất là đẹp này. Hai kỳ trên thân. Và cái chậu này, cái khóm bên này ấy, cái khóm bên này hôm trước thì là em cắt hết, thì bây giờ là nó này, nó đang nhú nhú cái mắt anh các bác nhá. Nhú cái mắt này. Và nó vẫn còn những cái thân già này, mỗi thân vẫn còn một hai mắt nữa. Cái đấy thì các bác về có thể là phun vô một ít duy xanh là nó sẽ bật hết mắt lên. Đấy, ba cái mầm gốc này rất là đều nhau này, này các bác này. Lá rất là tròn, tròn từ gốc, lá mít luôn. Cái này thì mỗi một mầm gốc này thì nó tầm khoảng 50 cm một mầm các bác nhá. Ba mầm này rơi vào khoảng mét rưỡi thôi. Đấy, tầm này đã là mét rưỡi mà ngọn đang đi rất là khỏe. Đến cuối năm thì những cái mầm này thì nó phải tầm khoảng mét 2, mét rưỡi một mầm các bác nhá. Chậu này các bác về làm chậu tác phẩm luôn. Đơn số 6 này thì em chia sẻ với giá là 800.000 đồng cho đơn hàng số 6. Ám lá nhựa. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay, một chậu ám lá nhựa địch quả Thanh Sơn Phú Thọ. Chậu này thì có 5 kỳ. Đấy, kỳ lên nhưng lá tròn rất là đẹp luôn các bác nhá. Kỳ này là kỳ cắt khúc ươm tự nhiên này. Đấy, cắt của những cái chậu mẹ ra các bác nhá. Đây các bác nhá, kỳ nó lớn như thế này mà cái thân mẹ nó vẫn còn to như thế này thì các bác biết là khi mà nó chưa ngót nó to như thế nào luôn ạ. Cái đơn hàng số 7 này, chậu này 5 kỳ về các bác chơi tác phẩm. Cái đơn hàng số 7 này em chia sẻ với giá là 150.000. Em chuyển qua đơn hàng số 8.
Đơn hàng số 8 ngày hôm nay, trọng này 5 kg nhé, đây 5 kg đây. Rất tròn, rất đẹp, dễ đây. Dễ đây, siêu nhiều dễ luôn. Rất là đẹp. Đơn số 8 này em chia sẻ với giá là 150. Những cái chậu này các bác để 5 kg như thế này, đấy, sang năm là có một bụi to luôn, bụi to đầy quả. Còn nếu mà bác nào mà không muốn để như thế này về, các bác có thể tách làm đôi, tách làm hai chậu ra. Thế đơn hàng số 8. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay, chậu này thì 3 kg các bác nhé, 3 kg, dễ cũng rất là đẹp rồi. 3 kg này em chia sẻ với giá là 100.000 đồng. Đơn hàng số 10 này cũng 100.000 đồng, ám lá nhựa địch quả Thanh Sơn Phú Thọ, 3 kg. Đấy, kỳ nào kỳ đấy, rất là khỏe các bác nhá, rất là khỏe, dễ, rất là đẹp, bám chậu hết rồi. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn số 11 này em chia sẻ các bác với giá là 100.000 đồng. Đây ạ, 3 kg, rất là khỏe luôn. Cái này các bác về làm tác phẩm. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay đó là một cái kỳ tím tuần triệt các bác nhá, tuần triệt. Kỳ này là kỳ cắt khúc này, cắt khúc ươm, dễ, rất là khỏe. Mặt bông thì em có để phía góc bên trái màn hình. Và cái mặt bông này là cũng là mặt bông nở năm 2024. Cái tím tuần triệt này thì cái số lượng giống ở trên thị trường rất là ít. Và trước đây thì nó rất là đắt các bác nhé. Trước đây thì nó rất là đắt. Một cái kỳ nhỏ nhỏ này trước đây nó giá nó vài triệu ạ. Vài triệu nhá các bác nhé. Còn bây giờ thì giá nó rất là êm rồi. Và nó đã về với giá trị thực của cây rồi. Cái đơn số 12 này, cái kỳ này cắt khúc ươm này, dễ, rất là đẹp. Đơn số 12 này em chia sẻ với giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 12. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng, cũng là kỳ cắt khúc ươm tự nhiên tuần triệt các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn số 14 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng, kỳ cắt khúc, những cái kỳ rất là khỏe. Đấy, trước đây rất là đắt các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn số 15 ngày hôm nay là một kỳ tím tuần triệt. Đơn số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 330.000 đồng cho đơn hàng số 15. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Cái bông tuần triệt này thì nó là cái bông cánh bầu rồi nhá, cánh bầu, rất là đẹp luôn. Và hết đơn hàng số 16 này là hết tuần triệt. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay đó là một chậu nái bệt võ tòng. Đấy, chậu này ba mầm gốc rất đều nhau rồi nhá. Chậu này các bác vừa làm chậu nái sẵn làm ngắm hoa. Đơn số 17 này em chia sẻ với giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 17. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay chậu này cũng ba mầm gốc. Đơn số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 ngày hôm nay chậu này hai mầm gốc rồi nhá, bệt võ tòng. Đơn số 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 300.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 20. Đơn hàng số 20 ngày hôm nay thì combo gồm có 3 giống. Chậu đầu tiên này là chậu hồng á hậu. Chậu thứ hai này là chậu bệt võ tòng. Và chậu 3 này là chậu hồng mỹ nhân. Cái này có một combo duy nhất thôi các bác nhé. Nói chung là em dọn dàn nên là còn những cái gì mà chia sẻ được cho các bác về làm giống thì em sẽ chia sẻ giá rất là rẻ thôi. Ba cái chậu này thì em chia sẻ giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 20. Đấy, 100.000 các bác có 3 giống rồi, rất là đẹp. Em chuyển qua đơn số 21. Đơn số 21 ngày hôm nay thì đó là một chậu lá cải phát tài. Cái chậu lá cải phát tài này thì là em tách ở cái chậu mẹ nhà ra này. Cái chậu mẹ nhà thì là năm này là 4-5 năm rồi, 5 năm, năm nào nó cũng phát. Và cái bông lá cải phát tài này thì là nó là cái bông tím cánh viền. Tím cánh viền các bác nhá. Cái chậu này là chậu em tách chậu mẹ này. Để các bạn theo dõi em thì biết là em có một cái chậu mẹ rất là to đấy. Đấy, đang phát rồi, chậu này đang phát. Cái mầm gốc này thì nó rơi vào khoảng 20 cm. Cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 21. Em chuyển qua đơn hàng số 22. Đơn hàng số 22 ngày hôm nay một chậu lá kẻ phát tài. Cái chậu 21 và 22 này là hai cái giống lá kẻ hoàn toàn khác nhau các bác nhá. Cái đơn hàng số 22 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 22. Đấy, lá kẻ đây. Em chuyển qua đơn hàng số 23. Đơn hàng số 23 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Đấy, lá kẻ phát tài các bác nhá. Cái này các bác vừa ngắm thân lá, vừa ngắm hoa và chơi phong thủy. Và các bác xem ở trên video nó chưa được rõ nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo số điện thoại là 0349 581 888.
Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một gửi qua Zalo cho các bác tham khảo và siêu tâm. Em chuyển qua đơn hàng 24. Đơn hàng 24 ngày hôm nay thì nó là một chậu hồng Nhật Hạ. Chậu này một mầm gốc. Mầm gốc nó rơi vào khoảng tầm 30 cm các bác nhá, 30 cm. Ngọn đi rất là đẹp. Chậu này có thêm có 3 kỳ nữa. Cái đơn hàng số 24 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 24. Hồng Nhật Hạ, một bông hồng rất là đẹp, rất là sai hoa. Em chuyển qua đơn hàng số 25. Đơn số 25 ngày hôm nay là một chậu hồng Nhật Hạ, chậu này hai mầm gốc và 3 kỳ trên thân. Đơn số 25 này em chia sẻ với giá là 230.000. Em chuyển qua đơn số 26. Đơn số 26 ngày hôm nay là một chậu hồng Nhật Hạ hai mầm gốc. Đơn số 26 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 27. Đơn hàng số 27 ngày hôm nay thì đó là hai chậu hồng mỹ nhân. Cái chậu này thì là mầm gốc 53, chậu này mầm gốc tầm 20 cm, ngọn đang đi. Chậu này thì nó bị hỏng ngọn rồi nhá, vài bữa nữa thì nó lại đẻ tiếp tục đẻ mầm gốc này. Hai cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác về, các bác có thể ghép chung thành một chậu. Cái đơn hàng 27 này thì em chia sẻ với giá là 100.000 đồng. Đấy, 100.000 đồng các bác được hai chậu này luôn. Em chuyển qua đơn số 28. Đơn số 28 ngày hôm nay thì một chậu hồng mỹ nhân. Chậu này hai mầm gốc thôi nhá, hai mầm gốc và mầm gốc nó rơi vào khoảng tầm 40 cm một mầm. Cái chậu này thì em chia sẻ với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 28. Cái chậu này thì phải các bác ngắm hoa luôn, vì là cái mỹ nhân này nó là cái dòng xuân. Nó sẽ ra hoa sớm nhất trong tất cả các dòng phi điệp. Và cái dòng này ấy, nó chỉ cần 17-20 cm là nó đều có thể ra hoa tự nhiên được đó nhá. Và cái bông mỹ nhân là cái bông mà rất là đẹp, rất là bay. Đơn hàng số 28. Em chuyển qua đơn số 29. Đơn số 29 ngày hôm nay đó là một kỳ kiều phi yến các bác nhá, kiều phi yến, kỳ cắt khúc ươm tự nhiên. Đấy, kỳ rất là khỏe. Đơn số 29 này em chia sẻ với giá là 130.000 đồng. 130.000 đồng thì cũng là đơn hàng số 30. Đấy, 30 rất là đẹp các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 31. Đơn hàng số 31 ngày hôm nay đó là một kỳ tím Hà Tây, một trong những cái bông tím. Tím Hà Tây, tím số 9 Tuyên Quang, rồi là tím Yên Tử, tím Tuần Triệt, những cái mặt bông tím mà rất là đẹp. Nhưng trong đấy thì là cái tím Hà Tây và tím Tuần Triệt là nói về giá thì nó vẫn giữ được giá và mặt bông của nó đẹp các bác nhé. Cái đơn hàng 31 này thì em chia sẻ với giá là 480.000 đồng này, cho các bác cô chú anh chị tham khảo và siêu tầm này. Đấy, tím Hà Tây thân lá này các bác nhé, tím cả lá luôn, thân thì tím lịm đấy ạ. Kỳ này là kỳ cắt khúc ươm tự nhiên nhé các bác nhé. Đấy là đơn số 31. Em chuyển qua đơn số 32. Đơn số 32 ngày hôm nay là một kỳ tím Hà Tây. Đấy, tím hết cả thân luôn. Cái đơn 32 này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng. 500.000 đồng thì cũng là đơn hàng số 33. Đấy, những cái kỳ tím rất là đẹp luôn các bác nhá. Cái này các bác có thể sưu tầm 2-3 kỳ, vậy các bác có thể ghép một chậu để sang năm là các bác lấy mầm gốc chơi một chậu tác phẩm. Còn các bác mua hàng bên nhà em thì các bác yên tâm, điều đầu tiên đó là chuẩn giống, chuẩn mật bông thì em mới chia sẻ. Em chuyển qua đơn hàng số 34. Đơn hàng số 34 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng duyên nợ ban mê, mầm gốc 53. Đấy, 5 cánh trắng duyên nợ ban mê là một cái mặt bông mà số lượng nó cũng rất là ít. Cái này thì cũng rất là ít bác có. Cái bông của nó thì nó rất là to nhá. Cái đơn hàng số 34 này thì em chia sẻ với giá là 180.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 35. Đơn hàng số 35 ngày hôm nay là một cái mầm gốc duyên nợ ban mê, mầm gốc này rơi vào khoảng tầm 22-23 cm. Cái đơn hàng số 35 này em chia sẻ với giá là 400.000 đồng. Chậu này sang năm các bác đều có thể làm hoa được luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 36. Đơn hàng số 36 ngày hôm nay thì là một chậu 5 cánh trắng mắt trâu, mầm gốc 52 rồi nhá, mầm gốc 52. Những cái mầm gốc này nó phát triển rất là nhanh và rất là tốt. Còn bông 5 cánh trắng mắt trâu thì là một cái bông rất là to và rất là đẹp. Cái đơn số 36 này em chia sẻ với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 36. Em chuyển qua đơn hàng số 37. Đơn hàng số 37 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác giá là 250.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 38. Đơn hàng số 38 ngày hôm nay thì em chia sẻ cho các bác giá là 430.000 đồng. 5 cánh mắt trắng mắt trâu. Chậu này hai mầm gốc thôi nhá. Hai mầm gốc. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, đơn hàng số 38. Em chuyển qua đơn hàng số 39. Đơn hàng số 39 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng Thảo Nguyên 2. Thảo Nguyên 2 hay gọi là Bảo Duy 2 đấy ạ. Cái này mắt xước, bông rất là to, sai hoa. Đấy, hoa Thảo Nguyên 2 thì nở ở vườn nhà em rồi, rất là sai hoa. Và cái bông này rất là thơm. Cái đơn hàng số 39 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000. Em chuyển qua đơn hàng số 40.
40 này thì cái cây này nhỏ hơn. Em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Cây cắt khúc siêu nhiều rễ và siêu đẹp luôn. 100.000 đồng, đơn số 40. Em chuyển qua đơn số 41. Đơn số 41 ngày hôm nay đó là một cây 5 cánh trắng Juliet. Juliet thì là cái mặt bông, một trong những cái mặt bông rất là đẹp các bác nhé. Cái cây này là cây cắt khúc ươm tự nhiên, dễ bám chậu rất là đẹp rồi. Cái đơn số 41 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 42. Đơn số 42 ngày hôm nay là một cây 5 cánh trắng Juliet. Cây này cây cắt khúc, dễ đây các bác nhé. Rất là nhiều dễ và rất là đẹp. Cây này đã mở lá rồi. Đấy, nó mở lá này thì nó lớn rất là nhanh. Đơn số 42 này thì em chia sẻ với giá là 600.000 đồng. Em chuyển qua đơn số 43. Đơn số 43 ngày hôm nay là một cây 5 cánh trắng Bảo Duy. Cây này ấm chậu rồi ạ. Đơn số 43 này em chia sẻ với giá là 450.000. Em chuyển qua đơn số 44. Đơn số 44 ngày hôm nay, một chậu 5 cánh trắng Bảo Duy đầy mầm gốc nữa các bác nhá, mầm gốc, mầm lỡ mẹ già. Cái này thì để mầm gốc lên các bác khai thác kỳ. Đơn số 44 này em chia sẻ với giá là 780.000 đồng cho đơn hàng số 44. Em chuyển qua đơn hàng số 45. 45 ngày hôm nay thì là một chậu 5 cánh trắng Bạch Tuyết. Bạch Tuyết là cái dòng duy nhất và một năm nó đẻ 2 3 cho đến 4 lần. Và cái Bạch Tuyết này thì hoa của nó thì rất là đẹp. Chậu này thì nó cong như một cần câu luôn. Cái đơn số 45 này em chia sẻ với giá là 150.000. Ngọn đang đi các bác nhá. Đơn 45. Em chuyển qua đơn số 46. Đơn số 46 ngày hôm nay, chậu này thì một mầm gốc nhưng mầm gốc rất là to và rất là đẹp các bác nhá. Cái mầm gốc này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 35 cm ấy. Ngọn đang đi. Đơn số 46 này em chia sẻ với giá là 180.000 các bác nhá. Em chuyển qua đơn số 47. Đơn số 47 ngày hôm nay em chia sẻ với giá là 180.000, trọng này 2 mầm gốc. Em chuyển qua đơn số 48, đơn số 48 ngày hôm nay, trọng này 1 mầm gốc, em chia sẻ với giá là 150.000. Đấy, 150.000 các bác nhé. Cái này các bác có thể sưu tầm 2-3 trọng về các bác ghép một trọng nái. Còn Bạch Tuyết này thì 1 năm nó đẻ 3-4 lần nên là nó rất nhanh để nó được một bới to. Để các bác ngắm hoa. Cái này thì nó ra hoa thì nó sẽ ra hoa, các bác nếu trồng bụi to nó sẽ ra hoa như Phú Thọ ấy. Nó sẽ thành bụi, thành bới và nó sẽ ra rất là sai luôn. Đấy là đơn số 48. Em chuyển qua đơn số 49. Đơn số 49 ngày hôm nay là một cây 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước các bác nhé. Ngọc Sơn Cước. Cây này là cây cắt khúc ươm. Đơn 49 này em chia sẻ với giá là 250.000 thì cũng là đơn hàng số 50, 5 cánh trắng Ngọc Sơn Cước. Cây rất là đẹp các bác nhé. Cây rất là đẹp luôn đấy ạ, cây rất là khỏe. Em chuyển qua đơn số 51. Đơn số 51 ngày hôm nay thì em chia sẻ cho các bác với giá là 230.000 đồng. Kỳ này ngắn hơn một xíu các bác nhé. Đơn số 51 Ngọc Sơn Cước. Em chuyển qua đơn số 52. Đơn số 52 ngày hôm nay đó là một kỳ thế hồng hạc. Thế hồng hạc, một trong những cái mặt bông mà đẹp. Và cái trước đây ấy, thì những cái kỳ như này á, toàn vài trăm triệu với 1 tỷ thôi. Thế bây giờ thì giá nó về với đúng giá trị của cây rồi. Cái đơn hàng số 52 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 52. Em chuyển qua đơn số 53. Đơn số 53 ngày hôm nay thì là một cặp thế hồng hạc để các bác sưu tầm về sang năm các bác làm chậu nái. Đơn số 53 này, hai kỳ này thì em chia sẻ với giá là 650.000 đồng cho đơn hàng số 53. Em chuyển qua đơn hàng số 54. Đơn hàng số 54 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng vô thường, một trong những cái mặt bông mà rất là to. Cái khuôn bông của cái bông vô thường rất là to và rất là đẹp. Cái đơn số 54 này thì em chia sẻ với các bác với giá là 500.000 đồng cho đơn hàng số 54. Em chuyển qua đơn hàng số 55. Đơn hàng số 55 ngày hôm nay thì đó là một chậu vô thường cắt khúc ươm tự nhiên. Đơn số 55 này em chia sẻ với giá là 300.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 56. Đơn hàng số 56 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng. 5 cánh trắng vô thường các bác nhé. Em chuyển qua đơn hàng số 57. Đơn hàng số 57 ngày hôm nay đó là một cây người đẹp không tên. Cây này là cây cắt khúc ươm vào nhá. Đơn 57 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 58. Đơn hàng số 58 ngày hôm nay, một cây 5 cánh trắng người đẹp không tên. Đơn số 58 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng. Cây cắt khúc rất là đẹp và nhà đang lớn rất là nhanh. Cái dòng cắt khúc mà nó ấm chậu rồi nó phi nhanh lắm ạ. Nên là cái này các bác có thể sưu tầm 2-3 kỳ. Vậy các bác ghép thành một chậu. Đơn hàng số 58. Em chuyển qua đơn hàng số 59. Đơn hàng số 59 ngày hôm nay đó là một kỳ 5 cánh trắng người đẹp Bình Dương.
Nếu mà để nói về số lượng con giống thì người đẹp Bình Dương này nó rất là ít, nó ít hơn Không Tên rất là nhiều. Cái đơn số 59 này, trọng này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 700.000 đồng. Mầm gốc 52 em nhá, mầm gốc 52. Như trọng này là các bác sưu tầm về là sang năm nay các bác ngắm hoa được luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 60. Đơn hàng số 60 ngày hôm nay là một kỳ 5 cánh trắng người đẹp Bình Dương không nhá, người đẹp Bình Dương. Đơn số 60 nhà em chia sẻ cho các bác với giá là 650.000 đồng. Ngọn đang đi rất là đẹp. Đấy. Người đẹp Bình Dương rồi nhá. Đây trọng này. Trọng này các bác sưu tầm bên trọng nái luôn. Và đơn hàng số 60 thì cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.